Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với kênh DM YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta đang có một cái tựa game khá là hot của VNG, đó là Tân OMG 3Q. Và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với em Menzi trong tựa game này nhé các bạn nhá. Nó không cho dấu cách anh nhé. Ok, và chúng ta hãy cùng đi trải nghiệm tựa game Tân OMG 3Q của VNG xem thật sự nó có hấp dẫn hay không anh em nhá. Nó vừa ra mắt lúc 9 giờ nhưng mà bây giờ là 9 giờ 5 phút mình mới vào được anh em ạ. 9 giờ 5 phút mình có thể vào được con game này. Đây là gọi là đoạn trailer đúng không? Đoạn trailer. Bỏ qua đi, mình sẽ bỏ qua đoạn trailer này nhé các bạn nhá. Đây là một tựa game Tam Quốc thẻ bài nhé anh em nhá. Nó gọi là chiến thuật Tam Quốc thẻ bài ấy. Đây là Lưu Bị. Đây là Trương Phi cùng với Quan Vũ. Chắc là các bạn đã quá quen thuộc với bộ ba nhà anh em phế vật này rồi đúng không? Ba anh em mỗi thằng một tính cách. Mẹ mày ngày xưa ăn thề các kiểu nào thì không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà nguyện chết cùng tháng cùng năm cùng ngày. Nhưng vấn đề là xong ba thằng mỗi thằng chết một ngày khác nhau. Thế buồn cười mày. Đúng kiểu anh em cây khế ấy. Lý do tại sao mà Việt Nam chúng ta có cái câu anh em cây khế là do ba anh em nhà Lưu Bị, nhà Trương Phi với cả Quan Vũ này đấy anh em ạ. Ba anh em lại lừa đảo thật sự. Ua ngầu ấy. Trương Phi không hiểu là anh cầm cái thương nhưng anh lại dùng kỹ năng là đấm. Lạ thật. Ui thằng này có skin hút lại cả. Ui ba thằng chết luôn. Hai ngày sau ở một nơi nào đó ở ngoại thành. Đây rồi, có lẽ là đây em Minzy đang ngủ đây các bạn. Tỉnh, ok, tỉnh. Bỏ qua nhé các bạn nhá. Skip bỏ qua mấy cái này cho nhanh. Đây sẽ chỉ là những cuộc hội thoại thôi. Trời săn cái gì? Cái này là đánh theo đây là kim của main nhé các bạn nhé. Đây là kim của main. 3 sao vượt ải. Có vượt ải tính theo sao nhé các bạn nhé. Có đồ này. Giới hạn cấp tướng này. Đây là dáng như của một cuộc chiến. Cố lên. Cần hàng cân. Cái hoàng quân này giống như ở đúng theo cốt truyện của Tam Quốc anh em nhỉ. Chuẩn theo cái nguyên tắc của Tam Quốc ấy. Cái bọn hàn quân của bọn này mình quên mẹ mất rồi. Đội hình tiến cấp này. Nào, sao mà mình cứ có một cái gì đó mình không thích cái kiểu lồng tiếng Việt vào đó nha anh em nhé. Nghe nó cứ chối kiểu gì ấy nhỉ. Khiêu chiến mất 5 cái đùi gà, dã nhiều 5 thể lực anh nhá. Chúng ta hay gọi là thể lực cho nó quen ấy, đúng không? Cái này là không chiến đấu theo kiểu lượt turn based giống như ở các tựa game khác mà các bạn chơi, mà nó gọi là chiến đấu theo kiểu thời gian thực thì đúng hơn, đúng không? Đa số chúng ta chơi ấy, nó sẽ chiến đấu theo kiểu turn based ấy, nghĩa là từng con đánh một ấy, xong con nào ra tuyệt chiêu thì ra ấy. Nhưng mà cái này là chiến đấu đúng theo kiểu thời gian thực. Ủa, mẹ thằng này cương thi à? Đây nha các bạn nha, thằng nào ra kill được thì cứ ra thôi. Cái thanh nộ này các bạn này. Cái màu xanh là máu này, còn cái thanh vàng này là thanh nộ này. Khi mà đủ điểm thì các bạn sẽ dùng được tuyệt kill này. Đây là vô song kiếm trận của main này. Hình như main trong này không đổi được cái sao nhỉ? Hình như main ở trong này, đây là một cái tựa game cố định main thì phải. Có nghĩa là các bạn có một cái thủ lĩnh tướng chính này. Ví dụ như mình đang cầm đây, đó là em Minzy chẳng hạn, đúng không? Thì nó sẽ cố định như vậy và nó sẽ không thay đổi được cái... Nó sẽ không thay đổi được cái slot này. Hình như là đa số chắc là đội hình 6 tướng nhỉ? Mình nghĩ là vậy. Chắc là đội hình 6 tướng đây nha. Tăng cấp, cũng có tăng cấp luôn. Quân Hoàng Cân vào đây để đánh nhau. Nguy rồi, chúng mai phục rồi. Em Mai đã bị mai phục rồi. Và chúng ta cùng chiến đấu với quân Hoàng Cân nhé các bạn nha. Đây là ai đây? Đây là mẹ con đang đứng đằng sau đây nhá. Đây các bạn nhìn thấy không? Thanh nộ này. Hoàng Thiên Bất Diệt này. Dạng như kiểu là thanh nộ nhá. Ua, ai vậy? Ngổ ấy. Ua.
Ngầu đấy, xinh gái đấy. Được của nó đấy, lợi hại thật đấy. Mới đó mà đã giải quyết xong được đám này rồi. Cô nương đứng lại đã, cho tiểu muội hỏi thăm đã. Đây là ai? Trương Giác các bạn nhá. Đây là Trương Giác. Boss Trương Giác hình như là tem quần thì phải, đúng không? Hình như là Trương Giác hình như là không không theo nước nào nhé anh em nhé. Trương Giác mình nhớ trong Tam Quốc là không theo một cái nước nào thì phải. Cô nương này không biết tên là gì đây nhỉ? À, thiếu nữ áo trắng anh em ạ, không có tên. Đây là nhân vật hút máu này, này gây đam này, còn đây là main này các bạn này. Đó, đây là chiến đấu theo kiểu thời gian thực nhé các bạn nhá, cứ con nào lên độ thì các bạn ấn vào thì nó sẽ tự lên thôi. Đây, đây là cô nương áo trắng này. Ai, skin dạng như kiểu hoa sen của Bồ Tát vậy anh nhỉ. À, main có hút máu này. Đây các bạn nhìn thấy main có hút máu kìa. Trương Giác này có đánh đẩy lùi à? Đây gì? Đẩy lùi cả mã. Ôi, cái gì? Ua, nó hóa thành boss rồi. Hóa trao anh em. À, thằng này dùng kim phép anh em. Thằng này dạng nhiều phép đấy. Ua, mẹ dạng nhiều sắp chết nên nó là có cái hiệu ứng này anh em này. Người khao khát sức mạnh của ta ư? Không, khao khát đéo về sức mạnh của mấy con này. À, có một viên ngọc bay ra. À, bay vào mẹ bên chính rồi. Vô song kiếm trận. Hay đấy. Ở chung cũng cũng ra cũng được đấy các bạn nhỉ. Trải nghiệm đến đây là mình nghĩ thấy là khá là ổn đấy. Chúng ta cùng trải nghiệm sâu một tí đi. Trải nghiệm sâu một tí đi. Level 4 rồi. Vẫn còn đánh ngoài này cơ. Vẫn chưa hết trailer nha bạn. Vẫn chưa hết gọi là trailer ấy. Rút đi, rút đi. Vẫn chưa hết trailer đâu. Chạy đi mẹ trước khi Minzy tới. Chạy nhanh còn kịp. Đấy rồi, vậy là chúng ta đã kết thúc trailer, kết thúc quảng cáo ở đây với 7 phút. Và bây giờ chúng ta đến với đây mới thật sự là game của chúng ta này. Điểm tướng đài. Ở đây là sẽ cho các bạn rút. Game nó sẽ cho các bạn giống như ở thẻ bài rút tướng ấy. Rút mật một lần rồi 10 lần để xác suất ra tướng từ chất cao các kiểu ấy, đúng không? Đây, các bạn này nhìn thấy nôm na nó cũng dạng như kiểu vậy. Chắc là dễ hiểu thôi. Đấy, thêm vào đây. Main không thể đổi nha các bạn. Có cả kích duyên nha các bạn nhé. Tăng cấp kích duyên. Mẹ thế này khoai phết đấy nhở. Đấy, vẫn đang theo hướng dẫn của game nha các bạn nhé. Phó bản. Rồi, đã mở phó bản rồi. Vào phó bản này anh em ơi. Đánh luôn binh hoàng cân, khiêu chiến mất 5 cái thịt gà nha anh em nhá, khiêu chiến mất 5 thể lực đây nha các bạn. Đấy, nó có thiết lập này, độ ống kính cao này, thấp này, cao là các bạn nhìn nó sẽ rộng hơn, khoảng cách xa gần các kiểu ấy. Hãy gọi ta là nữ hoàng level 5. Thu thập. Mình đã thu thập được tí gì đó. Về đây xây thành chính à. Ok, xác nhận. Nhận được 200 kim nguyên bảo. Tiếp tục hướng dẫn đi phó bản tiếp nha anh em nhé. Cứu mạng. Đánh với nhau với Trương Bảo. Mình sẽ để lại cái góc quay cho các bạn nhìn đúng không? Boss cuối. Đây chính là thằng Trương Giác mà. À không 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 phải, không phải thằng Trương Giác. Trương Giác nó có nhìn nó ngầu hơn các bạn. Đây là thằng Trương Bảo. Để thiết lập xa này. Vòi kỹ năng mình sẽ đóng lại nha anh em nhá. Nẹo này nó nói đau đầu á. Đúng không? Nghe bọn này nó nói đau đầu lắm. Mẹ thằng này gọi được đệ à, hồi máu ngay. Đây mình bật voi cho các bạn nghe thử nhé. Đấy, nó tê kêu lên vô song kiếm trận mà thôi để nghe được. Tạm ổn anh em ạ, không đến cái mức gọi là khoai quá. Đừng gói ta là phu nhân. Nhìn lại quả ngực cũng chất đấy, level 6. Đây có Dương Đồng nữa này anh em.
ta, ta cho ngươi xem. Ai mất đây có vũ khí, các bạn sẽ cường hóa nó lên. Ồ, phết đấy nhờ. Thế bảo level 6 là ra nhận được đồ rồi đấy các bạn. Đây này. Đấy. Ở level 6 nhận được 50 danh tướng lệnh. Và cái danh tướng lệnh này thì các bạn và dùng để chiêu mộ nhá các bạn nhá. Đây này. Chiêu mộ được tướng đỏ nha anh em nhá. Mình sẽ thử chiêu mộ 50 lần xem ra nước nào nhiều. Một con tướng đỏ này, khá đen. Ai đây? Đó là Tôn Tượng Hương. Tôn Tượng Hương của nước Ngô nha các bạn nhá, thứ chất 15. Tiếp nào. Chúng ta sẽ có gì đây? Ui, hai con tướng đỏ kìa. Hai con tướng càng nữa. Ui trời mẹ, nước này mình chơi ngô mẹ rồi các bạn. Mới quay lần đầu ra hai mẹ con ngô rồi. Trúc Dung. À cái con này vừa có, con này của Thục. Ui, Hạ Hầu Đôn này, của Ngụy này. Ngon luôn, ui, tư chất 16 này. Mẹ, không chơi tư chất 16 thì hơi phí nhở. Hai con tướng đỏ ngô, một con tướng Ngụy. Ui, lại hai con tướng đỏ nữa, mẹ, những cái đỏ thế nhở. Ui, trường hợp thằng này của Ngụy, ui cũng hai con Ngụy luôn. Thái Văn Cơ, ui lại Ngụy tiếp. Ôi trời, phải chơi Ngụy rồi, chơi Ngụy rồi anh em ơi. Tiếp nào, tiếp nào, tiếp nào, thế này thì phải chơi rồi. Mình đang kết em Ngụy, lại con tướng đỏ nữa, những cái đỏ thật, những này lắm đỏ thế. Ui Khương Duy, thằng này tư chất 16 của Thục. Ừ, nốt phát cuối nào, xem nó ra gì đây anh em. Đó, mình đang quyết định là xem có nên. Ui, lại hai con tướng đỏ nữa, mẹ đỏ thật đấy. Nick này đỏ vãi, toàn tướng đỏ rồi. Trường hợp, ừ đúng rồi, thằng này đang cần đây. Thằng này ở Ngụy vừa có một con, lại thêm một con nữa. Ui, mã siêu. Ui, mã siêu của Thục này. Vãi lọ, mẹ hai con. Ui, mẹ nick này. Nick này ngon thế nhở, thằng kia biết chơi đội hình gì. Hai con Thục tư chất 16. Ui, hai con Thục tư chất 16 này anh em này, mẹ vừa chê ba anh em nhà. Vừa chê. Mình vừa chê ba anh em nhà gì nhở? Ba anh em nhà. Vừa chê ba anh em nhà Thục xong mẹ nó cho luôn hai con Thục. Quá, hai con Thục tư chất 16 luôn anh em ạ. Sợ thật. Nó cho mình luôn hai con Thục tư chất 16 luôn. Vãi. Mẹ số con đỏ thế nhở? Phần vần quá, chơi nước nào bây giờ anh em? Chơi nước nào bây giờ? Ờ, có thưởng online này. Hôm nay đi chơi với Tiểu Đào được không? Có thưởng online luôn. Tiếp nào. Ờ, nó có hướng dẫn gì nữa không anh em nhỉ? Ờ, danh tướng đường. Bảo kiếm trong tay, thử hỏi. Thằng kia đã level. Ờ, VIP 1, free à? À, ok, free thì mua luôn. Chiến phó bản tiếp đi anh em. Mẹ nick này đỏ thế nhở? Mẹ nhiều tướng nay mà không chơi thì lại hơi phí nhỉ anh em nhở? Mẹ có nên nạp mẹ nạp lần đầu các kiểu không nhở? Ủa chứ mình chơi Thục được ấy. Thục mình có hai con tư chất 16 liền, nhưng mà sợ roi ra nó không ra nhiều anh nhá. Mình hình như trong này là cũng dùng mảnh để nâng cấp tướng ấy. À có tự động đánh rồi này các bạn này. Có tự động đánh rồi này. Có tự động đánh rồi nha anh em nhá. Mình đang để màn hình tầm xa để cho anh em nhìn cho nó. Nhìn nó nuột hơn tầm gần nha anh em nhá. Chú cũng ổn đấy nhờ. Nick này đỏ đấy. Xin nghĩ xem là chơi nước nào. Diệt Trương Giác. Đỏ đấy nhờ. Mẹ quay mẹ 5 phát ra toàn tướng đỏ là biết là mình đỏ rồi. Bình thường chưa chắc đã đỏ như thế đâu anh em ạ. Bình thường chưa chắc đã đỏ như thế đâu, nhưng mà thế này là đỏ đấy, ổn đấy. Trải nghiệm này là tuyệt vời đấy, nhờ. Trải nghiệm quay ra toàn tướng đỏ này là hơi bị tuyệt vời luôn. Vì các bạn ấy, vì cái xác suất các bạn quay gacha đấy, đúng không? Chỗ này gọi là quay gacha đấy, chứ không phải cứ quay 10 lần là ra tướng đỏ đâu. Đúng không? Nó sẽ có tơn ra tất, nó ra tơn ra tướng đỏ và có tơn ra tướng cam. Mình quay như thế là mình hơi bị đỏ đấy, nhờ. Đéo phải nói điều đâu. Mình quay như thế là mình đỏ đấy.
Trương Quan Nghiêm. Ôi, đây Lưu Bị đây rồi, Lưu Bị đây rồi. Mình có nên chơi chơi ấy không nhỉ? Mẹ, mình có ngụy ngon quá, mình không chơi. À mình có gì nhỉ? Mình có ngô, hai con ngô, hai con ngụy. Ba con gì nhỉ? Mẹ, ba con thục. Đây, mẹ ba anh em thục vừa chơi ba anh em kết nghĩa huynh đài như cục cứt thì. À, Lưu Bị hồi máu toàn tem à, để mình xem này. Đây là Yểm Nguyệt Thanh Long Đao của Quan Văn Trường, còn đây là Nhất Phu của gì nhỉ? Trương Phi đây anh em nhá. Hồi máu các kiểu luôn này. Sáu mươi hai phần trăm con bot này rồi. À, cái con bot Trương Giác này vẫn lại đánh thua đây anh em. À, mẹ thằng Trương Phi sắp oẳng kìa. Ổn đấy nhờ, mẹ theo chơi thục ổn đấy anh em. Nhờ, có lẽ mình sẽ chơi thục nha anh em nhá. Trải nghiệm thêm một tí nữa rồi chúng ta mẹ ra lạc và cho tầm khoảng 2-3 lít chơi cho nó ok. Mẹ ra luôn hai con thục từ chất 16, ngon vãi. Từ chất 16 như trong này là ngon nhất rồi đấy. Thế. MVP trọng thương rồi. Mẹ này bật Rasengan lên à. Ui, Master Yi. Vâng, đó là cú chém alpha của Master Yi anh em ạ. Đó là bước nhảy alpha. Trương Giác đã phải nằm xuống sau cú bước nhảy alpha đến từ MVP trong một tình huống cắn thuốc lắc. Ở nứt luôn. Cứu 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 cứu. Cứu thương, cứu thương. À, sau khi mọi người rời khỏi. Cứu. Ui, hai xuất hiện hai thiếu nữ bí ẩn mang xác của Trương Giác ra đi đấy, mang xác Trương Giác đi rồi à, quá dễ dàng dành cho em Minh gì, thật sự không dễ dàng đâu. Mẹ cắn viên thuốc lắc xong rồi sử dụng mẹ mày bước nhảy alpha của Master Yi có thể cứu được đấy. Ok, vậy là hoàn thành chương 1 đấy, các bạn có thể nhận quà nhé các bạn. Đây đây cũng có áp vượt sải sao này. Ở đây nó còn một cái tiến độ tìm nữa này, các bạn nhìn thấy này, ở trong map nó có một cái ô tiến độ nữa này. Ở đây là các bạn chưa nhặt 4 này, dương 1 trên 1 sự kiện 3 trên 3, nghĩa là các bạn sẽ phải khám phá những cái gọi là cái dạng như kiểu là tính năng ẩn, map ẩn đấy. Đây, ví dụ đơn giản đây, cái dương này các bạn nhìn thấy một dương này. Đây nữa đây. Các bạn nói chung là bạn nào biết map thì các bạn sẽ nhìn đi được, không các bạn phải tìm. Đây là một cái ẩn hay sao này. Đó. Đây là một cái hỏi chấm than, là một cái ẩn đấy anh em. Đây đây đây, người đang tìm mỏ vô tình phát hiện ra kho báu, tự giữ kho báu này chia cho máu cho thôn dân. À mẹ, thôi mình là người lương thiện mà bỏ. À mẹ, thôn dân đều thế, phát hiện kho báu thôn dân phải trả lại điều chứ. Lại thêm một cái ẩn nữa, thôn trang người giúp bà lão trong tôi tìm được đứa cháu bị quân Hoàng Cân bắt, bắt hết nó Hoàng Cân này lại, bắt hết con nó lại. Đúng lắm đấy, phải làm đúng với thưởng kim nguyên bảo, lại làm sai đấy được thưởng kim nguyên bảo đâu anh ạ. À, nghĩa là chúng ta vẫn còn một cái sự kiện nữa, một cái sự kiện nữa là cái đéo gì vậy, ở đâu ấy nhỉ, nó ẩn ở đâu ấy nhỉ anh em nhỉ, vẫn còn một cái sự kiện là... À đây 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 đây, ok nhá. Nông trường Bách Tính cảm ơn bạn đã đuổi quân Hoàng Cân, nhận Bách Gia Tín xem như cảm tạ. Lấy gỗ để cảm tạ, nhận Bách Gia đi. 293 trên lệnh đấy, các bạn hoàn thành nó sẽ chuẩn, nó hoàn mỹ như thế này nha các bạn nha. Ok, bây giờ nó bắt chúng ta làm gì đây? Đá thiên mệnh. Cái này dùng để tăng lực chiến đấy các bạn, đúng không? Đó, tăng điểm kỹ năng. Sau 3 viên thì chúng ta sẽ kích hoạt được một viên to. Nó sẽ kích hoạt được toàn bộ tướng này lên. Xem còn cái gì nữa không nhỉ? Đội hình, đây các bạn có thể tăng sao võ sĩ này. Main thì không thể thay được rồi. Tăng lên 1 sao này các bạn này. Nó sẽ lên được kim này, lên được chiến HP các kiểu này. Cũng mở thêm được kỹ năng bậc 2 luôn nhá. Đây là kỹ năng của main nha các bạn này. Kích duyên. Nó có kích duyên dành cho main này. Kỹ năng này. Không đổi được tướng à. Đây là đổi tướng này các bạn.
Mẹ, đây nha, các bạn có thể Ủa Hạ Hầu Đôn, Thái Văn Cơ, mình có ba ngụy. Mẹ, mình cũng có ba thục mã siêu. À, mình có hai thục thôi. Hai quần. À, mình có hai thục thôi các bạn, mình có ba ngụy thôi, mình sẽ chơi ngụy nhé các bạn nhé, ba ngụy đỏ này. Nhưng mà ba thục mẹ, thục xịn anh em ạ. Thục xịn, đây này, Khương Duy này các bạn này. Mà thục xịn này, thục tư chất 16 này anh em này. Kỹ năng khương duy trúng tiêu càng nhiều sát thương kỹ năng gây càng cao. Đấy, khương duy này binh trận chặn nhiều mục tiêu gây sát và đồng thời giảm 10% tốc đánh kèm theo tầng xung điện cộng dồn 5 tầng mục tiêu ở trạng thái tê liệt. Khương duy ngon thế nhở. Đấy, vấn đề là mình có hai con mẹ về tư chất 16 của bên thục này anh em, vãi thật. Kỹ năng một luồng xung kích xuyên qua chiến trường gây ra 5 lượt sát thương lên mục tiêu bị xuyên qua mỗi lượt tạo 5 sát thương vào lâu rồi đại ứng bút, đồng thời đánh lui đột kích tấn công mạnh ở mục tiêu gây sát thương bằng HP tối đa giới hạn sát thương 300 tấn công mã tiêu dùng khiên đỡ tăng bản thân 4% bị sát thương giảm di chuyển của bản thân. Má, hai con tư chất 16 liền anh em ạ, hai con tư chất 16 liền mà mình chơi ngụy. Ngụy thì có ba con, Hạ Hầu Đôn cũng tư chất 16 thì phải, cũng tư chất 16. Ngụy còn con trường hợp này nữa. Con trường hợp này kỹ năng là di chuyển ra phía sau kẻ địch, có vật phòng thấp nhất. À, con này dãi nhiều sát thủ ấy, gây sát thương, đánh ngã mục tiêu, tăng miễn thương, hút HP, tăng tốc tốc đánh và sát thương lên một khoảng thời gian, giảm vật phòng, tấn công mục tiêu thấp nhất, sát thương di chuyển sang sau phe địch gây 200 sát thương vật công, đá mục tiêu lên trên đâm xuyên gây sát thương các kiểu. Ôi, bây giờ mình đang phân vân là chơi nước nào đây nha. Thưởng online, nói chung thế này trải nghiệm này khá ok ấy nhờ, trải nghiệm này khá ok đấy. Để xem nó có một vài hoạt động gì nữa đây, có đăng nhập 7 ngày này. Đăng nhập 7 ngày các bạn có thể nhận thêm được, à, nhận thêm được mã siêu. Ừ thì tội gì mình đang có mã siêu sẵn rồi. Cả Hạ Hầu Đôn, mình cũng đã có cả Hạ Hầu Đôn rồi. Phải nhở, mẹ chọn thằng nào bây giờ các bạn. Hoạt động 7 ngày, có vượt phó bản này, có nhiệm vụ 7 ngày này. Khá ngon đấy, nhiều hoạt động đấy nhở. Tăng cấp này, hoàn trả này, chiêu mộ cao này, siêu thị giá này, à, bán cả vé các kiểu này, tăng sao, các bạn tăng sao được tướng này, yến tiệc, à, đây dạng như kiểu là thể lực hàng ngày đấy các bạn, 4.080, lại chiêu mộ được tiếp đấy các bạn, vé trong này là 2.800 à, lại chiêu mộ tiếp, phát này và ra con đỏ nữa là chắc chắn mình sẽ chơi nick này nhé các bạn nhé, rút 10 lần này mà ra tướng đỏ nữa là ngon để lại chơi tiếp. Đấy, lại ra một con tướng đỏ nữa, mẹ nick này không nhận là đỏ thật. Ra con gì đây? Vu Cấm. Đây là tư chất 13 anh em. Ui, Viên Thiệu. À, đây nước quần anh em ạ. Ôi, mẹ con Viên Thiệu này hình như... À, tư chất 15, quần. Đồng ý. Mẹ vẫn thiếu nhở. Ok, để hình như nó có nhiều nhiệm vụ kiếm kiếm kim cương lắm các bạn. Mẹ thằng ấy 70.000 lực chiến rồi à? Hoàn trả. Mới. Đây là thể lực nhé các bạn này. Đi theo ta, ta cho người xem ai mới là bá chủ. Kích duyên. Người đương tự vào ta ngày càng nhiều, ta cũng phải bao cho. À, kích duyên. Số tướng đỏ hoặc kim 4 nước đạt cái điểm này, đạt điểm kia thì các bạn sẽ nhận được khá nhiều ấy. À, đây kích duyên rồi này. Hạ Hầu Đôn chưa có kích duyên, thằng này có kích duyên rồi này. Kích duyên này, ui mẹ, chứng tỏ kích duyên khó phết đấy các bạn. Để, ui, nó không phải chỉ một mình nước của nó đâu mà nó kích duyên cả những cái nước khác nữa. Và thế này cũng khá ok ấy nhở, tăng sao. Có tăng sao võ sĩ nha các bạn này, tốn mạnh thật. Đây là mạnh hoạch. Mẹ thằng này cũng tăng sao lên. Mẹ thằng này ngon đấy nhở. Có lẽ mình chơi ngụy hợp lý hơn. Mặc dù mình sở hữu hai con tư chất 16 của thục nhưng có lẽ mình sẽ chơi ngụy sở lý hợp lý hơn.
Vì mình có thằng Hạo Đôn kia nữa, thêm một thằng Hạo Đôn nữa là mình có thể lên được Hạo Đôn một sao. Ok, được đấy nha. Được đấy, được đấy, được đấy. Thôi đã, từ từ đã nha, clip này mình xin phép tạm dừng lại ở đây đã. Để chúng ta sẽ có clip thứ hai đi. Sợ nó dài quá nó mất hứng nhá anh em nhá. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở trong clip thứ hai của mình với tựa game Tân OMG 3Q này anh em nhá. Bye bye.